Trời ơi, tao nói vậy coi xong cái clip mà phẫn nộ vì mấy chị em phụ nữ ghê. Đáng lẽ trong cái trường hợp này tôi không có nói mà bị gì tức quá. Với lại các fan của tôi, tao vô tao nói gì hay gì, gì mang gì lên tiếng giùm tôi đi. Chứ còn để như vậy cái bằng bây giờ quỷ yêu nó lộng hành quá. Trời đất ơi, trong thời gian vừa qua chắc bà con mình cũng thấy đó là cái vấn đề mà có hai ngón nít lên mạng nó phe vú phe ơ dĩ chảnh á, rồi nó chửi mấy bà vú lép, nói người ta là vú lép đồ này kia kia nọ, làm đĩ làm ơ gì, tôi nói trời thế dơ gần chết nè. Hai đứa con, để dì hai phân tích cho tụi con nghe vú bự làm sao, vú nhỏ làm sao, và lợi ích của cái chuyện vú bự và vú nhỏ. Vú nhỏ nó có cái lợi ích của vú nhỏ là gì con biết không? Trời đất ơi, nó đỡ nặng nề, đi tới đâu nó nở nè, nó đỡ na theo nặng mệt chứ làm gì trơn ấy không. Còn muốn bự dễ thế mồ 4.000 bạc lên tới mặt, nó sừng sững lên tới mặt, đó là vú nhân tạo ha không. Còn vú tụi bay là vú gì, tụi bay tự hào tụi bay là vú tự nhiên hả? Tự nhiên sao tao không thấy, tao thấy nó nhăn dữ vậy mấy bà nội. Trời ơi nhăn quá con ơi, ôi vú tụi con nhăn quá. Tụi mày sinh năm cái bằng 98 2000 mà dì hai tưởng đâu, trời ơi tụi bay đẻ cộng chục đứa con rồi đó. Đó cơ rồi vú bự để làm gì, con hãnh diện vậy thì cũng được, bị gì ông bà mình có một câu là xấu thì che còn tốt thì khoe. Nhưng mà khoe làm sao cho nó sang trọng giùm dì hai cái coi, bây khoe gì mà khoe tao nó dởm dơ gần chết hà. Khoe làm gì cũng khoe đó, khoe làm vậy bỗng đầu bay lên bay chữ bay nói người ta trên mạng vậy, vô tình tội nghiệp cha mẹ nhà con, thấy không. Trời đất ơi, cha mẹ đẻ con ra không ai mà mong muốn cho con mình tật nguyền, cái đó cũng kiểu tật nguyền đó con. Trời đất ơi, tụi con tật nguyền, tụi con dị dạng vậy, tội nghiệp hết sức vậy đó hà. Trời đất ơi, tao nói nghe, tao nói thường tao nói não teo hoặc là anh gì đó, còn tụi bay không não, trong đầu tụi bay làm như cứ heo cứ bò anh gì đó không trống, tàu hũ sắc đậu không à, chứ bả đậu đó chứ không có con mẹ gì chỗ mới làm vậy chứ không ai vậy chứ. Trời đất ơi, hãnh diện chi vậy con hả, hãnh diện chi cho cha để cho người ta dòm vô người ta chửi tụi con một tật nguyền, người ta rủa cha mẹ con thì mừ. Ờ đất ơi, tội nghiệp ba ổng bả nhà chớ. Trời đất ơi, còn vú bay bự để làm gì? Bự nó còn bực bội hơn đây. Bây giờ sống á, thí dụ như tắm rửa này kia nọ, rồi kỳ hờm kỳ đồ cũng vất vả, bị vô kỳ hai cái vú không hết tiếng hồ mẹ nó rồi. Tắm nửa tiếng rưỡi đó, còn nửa bay chết còn mệt hơn nữa. Bây giờ đem tụi bay đi hỏa táng nè, gọn đầu ta thảy vô trong cái hòm nó cũng vất vả, cha mấy cha nội đóng hòm nữa thấy không, phải đóng thêm cho tụi con hơi bự chút, bị cái vú nó quá tải rồi đó, rồi đưa đi vô hỏa táng cũng cực cho người ta. Đưa đi vô hỏa táng tao nói vậy, người ta hỏa táng con tiếng rưỡi, tụi bay hỏa táng tới 2 tiếng hồ, nửa cái hai cái vú tụi bay là kêu bằng là ban ra hết nửa tiếng hồ của người ta rồi. Trời đất ơi, hãnh diện gì đó mà ở đằng que. Trời đất ơi, bởi vậy tao nói nè hai đứa bỏ đi nha. Còn bay làm cái clip xong bay lên bay xin lỗi, mà cái lời xin lỗi của tụi bay tao nói thiệt, tao coi tao thì trời ơi tao muốn giọng vô trong mặt tụi bay á. Trời đất ơi, tao mà gặp ngoài tao nói thiệt nha, dòng guốc mà dòng guốc nhọn nha, tao đâm mà tao đập mà lủng vú tụi bay á. Tao nói thiệt trời ơi, vú tụi bay vú dài vú của mẹ gì, bây giờ hai cái vú bay cắt giục xong cá nó thấy nó hết hồn, nó nói trời đất ơi vú của ai. Trời đất ơi, cái này cái gì vậy chứ không phải cái vú, mấy má ơi cái này không phải thịt, cái này đồ ăn không được. Trời đất ơi, cá mà nó còn chê đó, tôi cho bay biết đừng nói chi. Quá trời rồi ở đâu hãnh diện gì mấy bà nội. Trời đất ơi.